Đấu tranh mở rộng vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản của đối tượng Ngô Văn Tới, 40 tuổi, ở phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội cầm đầu. Ngày 13 tháng 2, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đã bắt được đối tượng Phạm Văn Hùng, 50 tuổi, ở phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo hồ sơ vụ việc, khoảng tháng 5 năm 2021, bà Lê Thị Hát, 53 tuổi, ở huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang, có một tàu cát bị lực lượng công an tạm giữ. Qua người quen giới thiệu, bà Hát có biết đối tượng Ngô Văn Tới, 40 tuổi, ở phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. Tới giới thiệu với bà Hát mình có quen nhiều mối quan hệ, có thể lấy được tàu đang bị tạm giữ ra trước thời hạn. Do tin tưởng, bà Hát đã đưa cho Tới 1 tỷ đồng để lấy tàu về. Sau khi nhận tiền, đối tượng Tới đưa cho đối tượng Hùng 700 triệu, còn mình lấy 300 triệu vào sử dụng mục đích cá nhân để chiếm đoạt. Ngay sau khi nghe tin Tới bị bắt, đối tượng Hùng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú và bị bắt vào ngày 11 tháng 2 năm 2022 theo quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam của cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bắc Ninh về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.